Chào mừng tất cả anh chị em đã đến với kênh YouTube của Health Coach Emma Phạm Kitchen, chuyên tư vấn hướng dẫn anh chị em mình chế độ ăn uống làm sao để cải thiện chữa lành các vấn đề về sức khỏe của chúng ta. Thì hiện tại kênh YouTube của Emma đã có rất nhiều những cái công thức món ăn chế biến để cải thiện chữa lành và có rất nhiều các thử thách để cho mọi người tham gia. Mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube Emma Phạm Kitchen để nhận được các video đăng thường xuyên nhé. Ví dụ như thử thách uống nước ép cần tây ở buổi sáng này, thử thách các món cháo dinh dưỡng ăn để khỏe này, hay là thử thách 2 ngày ăn xanh này, hay là thử thách 7 bữa sáng thanh lọc gan này, hay là học làm nước ép hoặc là học về Eat Clean Online. Tất cả các thông tin đều có ở trên kênh YouTube Emma Phạm Kitchen. Mọi người nhớ chịu khó xem các video để áp dụng cho cả gia đình mình nhé. Hello cả nhà mình ơi, hôm nay chúng ta sẽ làm một món ăn salad nữa rất là ngon trong cái thử thách ăn thô của chúng ta. Mọi người nhìn salad ngon không? Nhưng ai mà ăn salad cùng với Emma là chỉ có nghiện thôi. Ăn cả rổ rau đều được đúng không? Bây giờ chúng ta cùng nhau đi làm nhìn ngon nhỉ? Thì chúng ta sẽ gồm có những nguyên liệu sau, nó có hai đĩa cơ, không hết chỗ để. Đây cho cả nhà mình xem này, view nhỏ này. Thì mình sẽ gồm có các loại rau củ quả, nói chung là Emma ăn rất là nhanh, đặc biệt là bữa trưa một mình ở nhà ăn salad là đơn giản nhất. Thì mình sẽ gồm có này, hai nắm tay rau, các loại rau salad, trong đó những có những loại rau đắng. Mình rất là tốt cho sức khỏe, chỉ có ăn những loại rau đắng nó tốt cho gan nhé. Đấy. Ăn cùng với một nắm rau mầm. Nhà em lúc nào cũng có rau mầm trong tủ lạnh nha bạn. Anh chị em mình trồng được rau mầm thì cho rau mầm và rất là ngon. Emma đang để nó còn gọn này để trang trí cho nó đẹp mắt. Nấu ăn là cần phải trang trí đẹp mắt. Luôn luôn cái tiêu chí của Emma là đẹp mắt. Sau đó một phần cà chua. Đấy, cũng để nó gọn gọn đẹp mắt. Một chút hành tây tím. Những thực phẩm này là nó chất chống lại tế bào ung thư ấy, cho nên là mình chịu khó mình ăn như này, mình hấp thụ vào rất là tốt. Một chút quả ô liu, nếu như anh chị em mình có cho quả này vào, còn nếu không có thì thôi không cho nhá. Đấy, cho quả bơ cũng được. Rồi em sẽ trộn đều đi. Lúc đầu em định để cho nó đẹp đẹp mắt rồi em, nhưng em nghĩ là em sẽ trộn đều nó sẽ đẹp hơn. À không, cũng để đẹp mắt đi. Trời ơi đấy, mọi người thông cảm. Em mà làm thì còn phải đẹp mắt mới ăn. Sau khi mình trộn đều rồi ấy, cho nên là rau củ nó giấu đâu hết rồi. Mình sẽ cho thêm một chút củ cải đỏ này vào đây. Cho thêm một chút củ cải đỏ này. Ăn sống củ cải đỏ rất tốt cho máu nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho thêm một chút quả bơ này vào, tạo thêm một lượng chất béo cho chút xíu thôi. Rất là ngon. Các món em làm đơn giản lắm, không phức tạp mà rất là nhanh. Mọi người ăn cảm thấy ngon miệng, mới tiêu hóa tốt. Quan trọng là mình ăn mình cảm thấy tiêu hóa tốt, ngủ ngon, người tràn trề năng lượng, không cảm thấy mệt mỏi. Đấy, ăn không cảm thấy buồn ngủ sau mỗi bữa ăn ấy, mọi người để ý không ạ? Thông thường chúng ta hay ăn những món ăn nấu chín quá rồi nhiều đạm động vật, nhiều sản phẩm khó tiêu, ăn xong buồn ngủ rũ rượi đúng không? Nhưng mà mình ăn kiểu như này xong người mình rất là nhiều năng lượng, đặc biệt là những ai làm ở văn phòng ấy. Mọi người lưu ý không để mình đi làm mình mệt lắm, đúng không? Rồi, xuống đấy trang trí. Ỏm giả gia vị thì đơn giản lắm. Là cho thêm một chút muối hồng lên đây thôi, một chút xíu, không có nhiều lắm đâu, khi nào mình ăn mình đảo lên. Một cái món nữa mà chúng ta nên có, đó là đồ ăn muối chua. Nó tốt cho chúng ta, cái hệ tiêu hóa của chúng ta. Chúng ta có thể dùng kim chi muối chua, hoặc là rau bắp cải muối chua, muối kiểu sauerkraut bên này. Đấy, như này nhá. Chúng ta sẽ trộn vào, chúng ta ăn cực kỳ ngon. Cho nên là chịu khó ăn những đồ ăn muối chua tự nhiên ấy nhá. Món này là món sauerkraut bên Mỹ, à bên Đức, quên xin lỗi. Rồi, trộn trộn lên rồi lại. Sau đó là chúng ta cho thêm một chút dầu ô liu vào. Bạn nào mà thích ăn giấm táo thì cho ăn giấm táo vào, nước giấm táo vào, hoặc là chúng ta có thể cho cái nước bắp cải muối chua cũng rất là ngon. Cho một chút dầu ô liu, đừng cho nhiều quá. Hạt, em nay em dùng cái loại hạt đó là hạt rẻ cười. Hạt rẻ cười này nó có một chút đậm đậm rồi, cho nên là mình ăn vào nó sẽ cảm thấy cái vừa. Vì rau trong này có cả rau đắng nữa, cho nên mình sẽ vừa có chua, đắng. Đấy, nên ăn sẽ rất là ngon. Thì đây là một trong những bữa ăn rất là nhanh, chỉ 5 phút là chuẩn bị xong một bữa ăn. Chị em và tất cả mọi người ăn như này để cải thiện sức khỏe này, ăn cảm thấy ngon miệng này, trẻ lâu này, tiêu hóa tốt này và không cảm thấy mệt này. Đấy. Và những ai bị bệnh thì nên ăn những bữa ăn kiểu như này thường xuyên nhiều hơn nhá. Và nếu anh chị em mình thấy video của Emma hữu ích, mọi người đừng quên chia sẻ video của Emma tới người thân bạn bè của chúng ta để cùng nhau làm những món ăn dinh dưỡng tốt hơn sức khỏe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.